Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đến Tên Mơ Và hôm nay mình sẽ làm một video về Happy Winter Kun cool. Thì trước tiên vào video thì mình sẽ nói với anh em là mình có bán một số nít Happy Winter Kun cool từ reroll đến nít thống khổ các kiểu thứ Nói chung là loại nào cũng có, thậm chí cái nít này X50 này cũng có Thì mỗi nít nó sẽ có giá khác nhau và mình cũng nhận uh, phục hồi nít nha Tất nhiên là nó có uh, có chi phí đấy, nói chung là tùy anh em thôi Rồi thì hôm nay mình sẽ giải thích anh em và cách build một cái con tướng khá là bá và đang hot trend và được update rất nhiều trong cái thời gian vừa qua đó chính là baladin anh em ha thì uh, ngày xưa là Paladin nó cũng chưa mạnh mà bằng bây giờ bây giờ thì nó mạnh khủng khiếp và thậm chí là có thể là, là tướng mạnh nhất hiện tại luôn nó với lại cơ nó vẫn là tầm 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 nhưng mà cơ hiện tại là yếu hơn một chút rồi và Paladin hiện tại còn được búp ẩn nữa có nghĩa là búp búp đam ảo lắm nên là mình có thể À, nói là anh em theo Paladin hiện tại là ngon nhất và tốt nhất anh em trong đội hình phải có hai con ít nhất là hai con tại vì một con sẽ làm tăng và một con sẽ làm đam tăng thì nó sẽ là vô là bất tử tuyệt đối luôn còn nếu như mà đam đam cực to luôn và đam thì có thể vừa đam vừa tăng được luôn nói chung là tùy anh em thì ở đây mình sẽ demo cho anh em xem một con uh, con uh, Paladin Inquisitor Inquisitor thì con này của bạn này là lực chiến là sáu triệu chín và đép 8 triệu thì mình đã giới thiệu anh em rồi ha Còn đây thì 18 triệu à, 18 triệu thì cái này có thể nâng vũ khí bạc lên cái à, à, 30 rồi nè nâng 30 thôi Ok có một số anh em bảo mình là tại sao ba đã đến yếu thế các kiểu thứ nhưng mà khi anh em ở đời thấp thôi anh em bắt đầu lên tới thống khổ ba anh em bắt đầu có một số đồ nó rồi anh em sẽ thấy sự khác bọt đây mình sẽ dạy cái con này lên cấp 30 mươi ha ba kỹ năng kỹ năng này 30 thì ok còn kỹ năng này là 30 là auto hack anh em nhé cày rất là cực thật sự rất là hiếm mà đứa nào mà cày lên 30 được thì cũng cũng hơi bị điêu thoa đấy bây giờ như top server chắc cỡ 20 21 thôi cày hiếm lắm người ta cố tình người ta làm vậy mà còn nếu mát được thì chắc là chỉ có hack thôi rồi thì uh, ngày xưa ấy nó không có kỹ năng 2 và không có kỹ năng 3 thì nó chỉ có lá trắng và thánh thần đa phần là tất cả những anh em chơi Paladin đều muốn nó đi theo dạng tăng cơ bằng cách là cho lên ban phước này à, có nghĩa là ban phước thì nó sẽ hồi máu theo thời gian và nó bị những sát thương và những khống chế thì đó là cái mà bá đạo của nó thì thời gian gần đây thì cái vụ mà nó tăng cơ nó cũng khó lắm tại vì những cái món đồ đấu trường bây giờ nó sẽ có cái gọi là um, xuyên giáp đó, bỏ bỏ qua phòng thủ hoặc là bỏ qua né tránh cái kiểu thứ thì nó làm cho cái con nhân vật đó nó yếu đi rất là nhiều nên là ví dụ như anh em cảm thấy ở đây nè anh em có thể thấy 8 triệu tăng, 8 triệu đép này có thể là nhiều lắm nhưng thực tế là Cái tỷ lệ mà cứ đánh 4 phát thì nó bỏ qua nó tránh một lần thì rồi cuối cùng nó cũng yếu xìu Nên là Hiện tại thì nó sẽ cũng không còn mạnh như trước, theo đó thì Anh em nên build một con đam Bạn này thì bạn build đặc tính là Đặc tính là full dép thì theo mình thì cũng ok, nói chung là cũng được nhưng mà mình sẽ không chơi đâu Tại vì đội hình của bạn này nhớ là có một con đã Là tăng cơ rồi nhưng mà bạn này quyết định là chơi hai con inquisitor luôn và bạn này đánh được 2.200 điểm mình thì mình có một chút ảo tưởng rằng nếu mà mình cầm đích này đánh sẽ cao hơn tại vì bạn này vẫn chưa tin vào trong cái quốc sen cho lắm có nghĩa là con uh, cơ cho lắm với mình thì tại vì bi cơ lại yếu thì yếu thiệt nhưng mà nếu như mà hai con bi cơ nó nó đánh từ phía sau thì vẫn ngon tại vì nó xuyên giáp rồi bỏ qua né tránh các kiểu thứ và đánh từ xa ngày xưa thì con bi con con bi cơ là nó sẽ lao thẳng vào đồ hình nó đánh nên nó thường là nó tập bây giờ thì nó đánh xa nên nó cũng bá lắm bài này để đồ hình như thế này cũng hơi sai lầm theo mình là hơi sai lầm với lại là đã đã là hai ba rồi thì một con phải theo đam ví dụ như con này mình sẽ ưu tiên đánh vào những cái ví dụ tướng công kép và nhanh nhẹn đó thì nó sẽ mạnh hơn mình xem mấy con ba uh, thứ hai con này con này là xả gì đây ok búa này búa năm Cộng 971 chất lượng cao cấp đặc tính là 6 triệu 7 6 triệu 8 7 triệu 8 bà này vẫn là gia đá bạn ấy vẫn thích tăng Và thường thì mình vô thấy bạn này đánh trong cái giải hay tập lắm thấy thấy tập tập tập, tập nhanh chóng lắm bạn bị bây cơ đứng xa chém chết rồi không biết cơ gọn thì đánh không có đam đối với mình thì mình sẽ có cách khác ha Nói chung là bạn thích chơi sao chơi thôi nít bạn ấy anh em muốn mua là em mua cái nít này về anh em có thể bui lại mình sẽ chỉ anh em cách build và sẽ bá hơn bá hơn mình sẽ đưa cái nít này lên tầm nhưng mà đích này của bạn mình nên là mình cũng không ý kiến được nói mấy không nói chửi nó đều đúng không đấy rồi đối với Paladin làm sao để Paladin mạnh thì Paladin ít gì anh em cũng phải có một cái vũ khí đấu trường chắc chắn là phải có vũ khí đấu trường vũ khí một được rồi ở đây thì mình có vũ khí một vũ khí một đây thì vũ khí một này nó có điểm lợi đó chính là đánh ra lôi tiễn giống như của pháp sư attack và bỏ qua phòng thủ thì bạn này roll cái chất lượng tốt tối đa rồi nè anh em nào muốn thêm cái đồ thông số đồ thấu đấu trường thì mình có thể uh, để lên ở dưới cho anh em tham khảo hoặc là anh em vào web của mình và trong game zone rồi em hunter wiki á thì anh em xem thì thông số này đối với mình là mát rồi hình như là mát sạch bắt rồi không thể mát hơn được nữa rồi hay sao ấy nhìn thấy nó quá đẹp hình như cái này là 30 28 gì đó còn vũ khí đấu trường của cái dạng 2 á thì nó sẽ bá hơn tất nhiên rồi thì để cày rất là lâu cày tầm 3 tháng nếu mà nhanh nhất là 3 tháng để có thể có một cái vũ khí đấu trường dạng hai là cái cây này nè à, cây búa cái búa tho cái búa tho này nè đây cái búa này nè đó thì cái này hai số bậc thầy hay không là anh em cày rất là lâu bạn này cày được nhiêu rồi bạn này có một cái gì rồi với lại là bao nhiêu cái nó nằm trong nguyên liệu không ta nguyên liệu không phải chiến đấu như cái này chứ À đây 64 cái rồi thì bạn ấy cần 90 cái nữa thì đã được một cây ha khá là ngon đồ khá ok nó này các bạn để cái event nào ít hai bí pháp là bạn ấy bắt đầu đập vô mà cũng không phải đâu bí pháp bạn ấy dư nè nói chung là nít này anh em mua về thì cái hay của nó là anh em sẽ còn xây dựng được nhiều còn làm mạnh hơn nữa thanh niên này mày chắc cũng kiểu chán game đấy nói chung là ông bạn mình thì kiểu đi làm ấy cũng cũng kiểu bận rộn quá nên là nhờ mình thanh lý lại luôn nên là mình mới thanh lý thôi chứ mấy anh em khác mà kêu mình bán nít mình không bán đâu nhá mình không có bán giùm tại vì anh em bán giùm cho những người khác là nhiều khi họ lấy nít lại đền thế bà hay này đúng không Chứ khi nào mà người nào đủ uy tín thì mình mới bán hoặc là ông này ông gần nhà ổng ngày xưa ông làm cho công ty thì cái chuyện nó khác đấy đó thì Paladin nó sẽ cần cái vũ khí đó và hiện tại thì bạn ấy cho cắm một mình ở bên thử địa của x50 nên em có thể thấy là nó gánh nó gánh hơi bị gắt luôn mà cái này là chưa có búp thuốc anh em nhé chưa bút thuốc đến nó đã sau 6 giờ 9 giờ rồi bây giờ mình tốc độ anh em phải đẩy tốc độ lên 0.25 này 0.25 nè thì nó sẽ đam được tầm 27 triệu trên dây 28 triệu đam trên một giây nó là DPS á DPS này là đam per second ha đam trên dây thì 0.25 là mát tóc rồi là bây giờ nếu mình xem một con quốc sen quốc sen này thì Ủa con quốc sen này cùi vậy con quốc sen này tóc có 4.9 vậy À, mấy cái ông này chắc kiểu ảo tưởng không tăng rồi nè à. hai chiêu này có thể tăng mà ông này ông này thiệt ông này nói thiệt ông cũng cũng nát lắm không tăng cho con uh, Berserker là thấy cũng ảo game rồi đấy Berserker nói thì nói chứ mùa nào nó vẫn mạnh thôi chen vẫn mạnh thôi nó không có phải là gánh tim và đi farm ngon như paladin lúc nó lay nhưng mà nó vẫn mạnh thôi đấu trường đang vẫn cứ to hiện tại thì mình có thể thử thêm 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 một cái giải đấu cao cấp nhé đây thì thanh niên này có hai cơ thanh niên này có hai bisector anh em thấy không top top họ cũng dùng cả cơ là anh em biết rồi đó mình sẽ xem qua đam con nào to nhất nhé ô đồ hình hai thanh niên này mạnh quá chém vô không thấy đam dữ hết một triệu hai triệu rồi nè mình tham khảo cho anh em xem thử nhé hướng dẫn anh em xem thôi rồi tí mình chưa giải thích chiêu thức nha đây anh em thấy sao so về cùng thì vẫn những là vẫn con bi cơ nó sống sót ở đây thì bạn này dùng con tăng của Paladin đúng không đúng rồi Paladin tăng cơ 7 triệu 900 ngàn đép nhưng mà anh em có thể thấy là bi cơ nó chém hiểu quần luôn chém chết ngắt liền nói gì nói nó cũng sẽ chết thôi bao nhiêu đép cũng vậy thôi tại vì bi cơ nếu như mà nó lên vũ khí đấu trường ấy nó chém gắt lắm nó chém gắt lắm Ủa, thanh niên cung nè dạ này cung nó cũng mạnh đấy nhưng mà cung thì mình sẽ hướng dẫn build trong cách khác anh em thấy đây là con này là con thứ năm con thứ năm của nó là đam 3 triệu con thứ hai là con này con cung đam 2 triệu chứng tỏ là cung hiện tại vẫn rất là mạnh nha khá là mạnh về sau mình sẽ uh, review một số nít cung ha còn hiện tại mình sẽ nói về cái paladin trước thì anh em thấy 3 triệu này 3 triệu này thấy không anh em thấy là mấy cái người mà top server không bao giờ họ lên paladin tăng đâu đam đâu họ lên tăng và nếu như lên lên, lên, lên đam thì phải có một con tăng về trong đấu trường thì nó vẫn sẽ là Berserker thôi không có không, không cách nào khác biệt được còn con cung lý do mà tụi nó mạnh thời gian gần đây á, là tại vì cái kỹ năng mà bom mù ấy nó sẽ chơi cái thời gian bom độc rồi nè bom độc có 25 má sợ thật thanh niên cày ghê thiệt thì cái bom độc có 25 này nó là một cái gì đó nó nằm ở cái tầm nó đánh nó làm bỏ vào phòng thủ rồi các kiểu rồi sát thương BBS rồi nó làm mù cái kiểu các thứ nên là nó rất là bá nếu mà nói đúng ra nếu mà sự tôn trọng đối với lại uh, xạ thủ thì công nhận là xạ thủ đã mạnh gấp hai lần gấp ba lần cái thời gian lúc trước mà mình bắt đầu chơi game này tại vì xạ thủ bây giờ nó có tầm ảnh hưởng rất là nhiều đó nhưng mà ít người build được cái con uh, cung thủ lắm tại vì họ vẫn ảo tưởng và biết xích cơ và kia nhiều hơn nên nếu mà xét về sự công bằng cân bằng thì hiện tại là là ba đứng đầu sau đó thì nó sẽ đến xích uh, cơ đến xà thủ xà thủ và nói chung ba con này nó cũng xem xem nhau rồi đó còn pháp sư thì chắc là mẹ còn lục sâu lắm nằm sâu dưới 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 đáy địa ngục lắm nói chung là cảm nhận của mình thôi nha anh em nhé. Nên anh em mà thích chơi Bill cái nó nào Nói chung là nếu thấy ai người ta lên top mà người ta không thành công được cũng nó cũng có lý do cả không có lý do nào mà tự nhiên người ta không chơi được ha rồi thêm nữa thì uh, nhắc anh em nhé, ba la đinh thì anh em cần phải tốc và đánh cao nhá tốc đánh không chú hai nhá rồi đặc tính đặc tính theo mình thì có thể tăng là nhanh nhẹn và tấn công không nhất thiết là phải ra đá đâu bạn nào chơi đam thì nó ra đam mà tăng ra tăng chứ giờ ra như thế này tham cũng chậm mà đánh cũng chậm Đó, đép được gì đâu anh em cứ bam vào tấn công lên nhẹn để nó bị trí thông minh tí từ chơi nó bị sốc đa mà được nhiều khi nó gõ cái chết đứa sao thay vì mình cứ đứng sau sâu tự nhiên đã lên tăng đam cho nó rồi còn lên xếp hình như vậy nữa thì cũng lỗ vốn lắm ok chưa thần năm đồ lên năm mà được một triệu đam nó còn cao hơn đồ của bisec cơ rất là nhiều nên là anh em chơi đi Tại sau mình sẽ chỉ build cái con xạ thủ ha bà này cũng có con xạ thủ nè con xạ thủ nhìn cũng hơi ghẻ ok và hiện tại thì cái paladin này được bóp đam rất là cao ví dụ như ở đây mình sẽ chế một ít thuốc nha mình sẽ chế ít thuốc sức mạnh nha mình sẽ chế trước ít sức mạnh và mình sẽ chế thêm một cái thước phòng ngự ok sau đó thì mình sẽ thử thêm một cái nữa là mình đổi cái inquisitor này qua cái uh, học đi mình đi học bí pháp học, học đặc tính đi ha mình sẽ thử cho quên đặc tính mình mình giảm cái đép xuống coi nha là nó có còn châu nhưng nó có, có còn bị sốc đam chết không hay là nó sẽ đam to hơn Bây giờ mình sẽ à, tấn công kép. Tại sao tấn công kép ngon? Tại vì tấn công kép thì nó sẽ tỷ lệ lên một cái ít nữa. Còn mình biết lý do tại sao bạn không có tăng nhanh nhẹn. Tại vì nhanh nhẹn của bạn cao quá. Nên là bạn không có tăng nữa. 1, 2, 3. Mình sẽ tăng hai điểm. Sau đó mình tăng cái nhanh nhẹn tiếp đi. Ok. Hiện tại DPS nó vẫn sẽ là 27 triệu. Tại vì tốc độ nó đã mát rồi. Thì nó không lên được nữa. Cái màu xanh là gì đây? Nhận thêm nguyên liệu. Bạn đã dùng con này để farm á để nó mua thuốc là mình đánh thử cho anh em xem và lý do nó được búp ảo là tại vì đồ đam của nó được cộng rất là nhiều cái 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 attack này nè và tiếp theo là kỹ năng của nó hai kỹ năng nó đều tăng đam cả vũ khí bạc vũ khí bạc tăng 25 phần attack và tấn công hai lần nên là anh em bảo là à, nó nó sẽ không cần tấn công kép nữa nhưng thật ra tỷ lệ của nó nó sẽ tăng cao hơn khi mà anh em tăng tấn công kép vũ khí bạc nó sẽ cộng 24 khi mà nó mát ha 25 ha hay đập gót thì nó sẽ uh, DPS của bản thân sát thương gấp 2 có 16.7 khả năng bỏ qua đép và tránh né anh à, em thấy không bỏ qua đép và tránh né nên thông thường có nhiều anh em nghĩ là chắc kiểu uh, bỏ cái đó đi bỏ cái đó bỏ cái cái cái, 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 cái tốc độ đi thực ra là nó sẽ nhận nhanh hơn nữa nó sẽ phần farm ngon hơn nữa ở đây hiện tại con quái nào có thể giết được con này bây giờ mình bỏ ra coi đép bao nhiêu đép bảy triệu rưỡi hơn nhau có 500 trăm ngàn nó cũng chưa là vấn đề đâu riêng về đép có thể bỏ qua nên nó không quan trọng trong khi đó anh em có thể thấy là bây giờ nó đánh nhìn chất hơn rất là nhiều một đám quái nhiều khi không đủ một giây nữa còn em đánh phiên bản cũ là nói kiểu chờ 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 mà như cái này là nó có bút thuốc chưa ta bút thuốc chưa anh em xem đây nè ở đây là hiện tại nó chỉ bút thuốc uh, may mắn thôi đó thấy không cách build của một người rồ lấy nó phải khác biệt anh thấy không đấy đó nhìn chất chơi liền đánh là phải quái bật 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 bật, bật, bật như vậy chứ nè đấy đó nhanh hơn liền cái tấn công kép là cái cực kỳ quan trọng trong vấn đề gọi là chen ninh cũng như là anh em đi bk ha tự nhiên có tỷ lệ tấn công kép bỏ là không được sai lầm lớn đấy sai lầm tuổi trẻ rồi ok thì gặp lại anh em các video sau nhé anh em muốn mua nít thì bm bị bay cho mình nha cảm ơn anh em